Nếu không thể phát sanh vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, thì không thể phát sanh thần thông thắng diệu của Bồ Tát. Nếu không thể phát sanh thần thông thắng diệu của Bồ Tát, thì không thể trang nghiêm cõi Phật, thành thục hữu tình. Nếu không thể trang nghiêm cõi Phật, thành thục hữu tình, thì không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu không thể chứng đắc trí nhất thiết trí, thì không thể chuyển pháp luân vi diệu. Nếu không thể chuyển pháp luân vi diệu, thì không thể an lập hữu tình, giúp họ trụ nơi quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác bồ đề, hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng không thể an lập hữu tình, giúp trụ vào phước nghiệp của tánh bố thí, hoặc phước nghiệp của tánh trì giới, hoặc phước nghiệp của tánh tu tập, để được giàu có vui sướng tự tại trong trời người. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, như lời ông nói, tất cả pháp chẳng có tướng, chẳng vô tướng, đại Bồ Tát nào biết tất cả pháp, hoặc có tướng, hoặc vô tướng, hoặc đồng một tướng, được gọi là vô tướng, tu vô tướng này, tức là tu bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao đại Bồ Tát tu vô tướng này là tu bát nhã ba la mật đa? Phật bảo thiện hiện, đại Bồ Tát nào tu trừ bỏ tất cả pháp là tu bát nhã ba la mật đa? Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao đại Bồ Tát tu trừ bỏ tất cả pháp là tu bát nhã ba la mật đa? Phật bảo thiện hiện, đại Bồ Tát nào tu trừ bỏ sắc thọ tưởng hành thức là tu bát nhã ba la mật đa? Tu trừ bỏ nhãn xứ cho đến ý xứ là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ sắc xứ cho đến pháp xứ là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ nhãn giới cho đến ý giới là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ sắc giới cho đến pháp giới là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ nhãn thức giới cho đến ý thức giới là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ nhãn xúc cho đến ý xúc là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ địa giới cho đến thức giới là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ nhân duyên cho đến tăng thượng duyên là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ vô minh cho đến lão tử là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tịnh quán địa là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm thiên, tùy niệm vắng lặng, tùy niệm hơi thở ra vào là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng không, tưởng tập, tưởng nhân, tưởng sanh, tưởng duyên, tưởng diệt, tưởng tịnh, tưởng diệu, tưởng ly, tưởng đạo, tưởng như, tưởng hành, tưởng xuất là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng ta, tưởng hữu tình cho đến tưởng người biết, tưởng người thấy là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng thường, tưởng lạc, tưởng ngã, tưởng tịnh là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng duyên khởi là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tưởng thánh đế là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ ba pháp môn giải thoát là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tám giải thoát cho đến mười biến xứ là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ tam ma địa có tầm có tướng, tam ma địa không tầm có tướng, tam ma địa không tầm không tướng là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ thánh đế khổ tập diệt đạo là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, pháp trí, loại trí, thế tục trí, tha tâm trí, tận trí, vô sanh trí, như thuyết trí là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì là tu bát nhã ba la mật đa.
tu trừ bỏ tịnh quán địa cho đến Như Lai địa là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ năm loại mắt, sáu phép thần thông là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ tất cả hạnh của Đại Bồ Tát là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ trí nhất thiết trí là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu trừ bỏ việc vĩnh viễn sự đoạn trừ sự tương tục của tất cả tập khí phiền não là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao Đại Bồ Tát tu trừ bỏ sắc thọ tưởng hành thức là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, như vậy cho đến tu trừ bỏ việc vĩnh viễn sự đoạn trừ sự tương tục của tất cả tập khí phiền não là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật bảo thiện hiện: Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu các Đại Bồ Tát nghĩ là có sắc thọ tưởng hành thức, chẳng trừ bỏ sắc thọ tưởng hành thức thì chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy cho đến nghĩ là có việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não, chẳng trừ bỏ việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não thì chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các Đại Bồ Tát không nghĩ là có sắc thọ tưởng hành thức là trừ bỏ sắc thọ tưởng hành thức, đó là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy cho đến không nghĩ là có việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não là trừ bỏ việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não, đó là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải người có tưởng có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào trừ bỏ sắc thọ tưởng hành thức là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến tu trừ bỏ việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa thiện hiện, người nào trụ nơi tưởng có thì không thể tu bố thí ba la mật đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng không thể tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng không thể trụ nội không cho đến trụ pháp vô tính tự tính không, cũng không thể trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng không thể trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng không thể tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng không thể tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc thủ thắng, cũng không thể tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng không thể tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng không thể tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, cũng không thể tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng không thể tu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng không thể tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng không thể tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng không thể tu tất cả hạnh của Đại Bồ Tát, cũng không thể tu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, cũng không thể tu trí nhất thiết trí, cũng không thể tu việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não. Vì sao? Bởi vì người trụ nơi tưởng có thì sẽ chấp ngã và ngã sở. Do việc chấp trước này nên chấp trước hai bên, do chấp trước hai bên nên chắc chắn không thể giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn, thì làm sao có thể như thật tu hành sáu pháp ba la mật đa cho đến vĩnh viễn đoạn trừ sự tương tục của tất cả tập khí phiền não.
Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, những gì là có, những gì là chẳng có. Phật bảo thiện hiện, hai là có, không hai là chẳng có. Thiện hiện lại hỏi, thế nào là hai, thế nào là không hai? Phật bảo, tưởng sắc cho đến tưởng thức là hai, tưởng sắc không cho đến tưởng thức không là không hai, tưởng nhãn xứ cho đến tưởng ý xứ là hai, tưởng nhãn xứ không cho đến tưởng ý xứ không là không hai. Tưởng sắc xứ cho đến tưởng pháp xứ là hai, tưởng sắc xứ không cho đến tưởng pháp xứ không là không hai, tưởng nhãn giới cho đến tưởng ý giới là hai, tưởng nhãn giới không cho đến tưởng ý giới không là không hai, tưởng sắc giới cho đến tưởng pháp giới là hai, tưởng sắc giới không cho đến tưởng pháp giới không là không hai, tưởng nhãn thức giới cho đến tưởng ý thức giới là hai, tưởng nhãn thức giới không cho đến tưởng ý thức giới không là không hai, tưởng nhãn xúc cho đến tưởng ý xúc là hai, tưởng nhãn xúc không cho đến tưởng ý xúc không là không hai, tưởng về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến tưởng về các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hai, tưởng về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không cho đến tưởng về các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không là không hai. Tưởng địa giới cho đến tưởng thức giới là hai, tưởng địa giới không cho đến tưởng thức giới không là không hai, tưởng nhân duyên cho đến tưởng tăng thượng duyên là hai, tưởng nhân duyên không cho đến tưởng tăng thượng duyên không là không hai, tưởng vô minh cho đến tưởng lão tử là hai, tưởng vô minh không cho đến tưởng lão tử không là không hai, tưởng bố thí ba la mật đa cho đến tưởng bát nhã ba la mật đa là hai, tưởng bố thí ba la mật đa không cho đến tưởng bát nhã ba la mật đa không là không hai, tưởng pháp nội không cho đến tưởng pháp vô tính tự tính không là hai, tưởng pháp nội không không cho đến tưởng pháp vô tính tự tính không không là không hai, tưởng chân như cho đến tưởng cảnh giới bất tư nghị là hai, tưởng chân như không cho đến tưởng cảnh giới bất tư nghị không là không hai, tưởng thánh đế khổ tập diệt đạo là hai, tưởng thánh đế khổ tập diệt đạo không là không hai, tưởng bốn niệm trụ cho đến tưởng tám chi thánh đạo là hai, tưởng bốn niệm trụ không cho đến tưởng tám chi thánh đạo không là không hai. Tưởng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là hai, tưởng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không là không hai, tưởng tám giải thoát cho đến tưởng mười biến xứ là hai, tưởng tám giải thoát không cho đến tưởng mười biến xứ không là không hai, tưởng pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện là hai, tưởng pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện không là không hai, tưởng tịnh quán địa cho đến tưởng Như Lai địa là hai, tưởng tịnh quán địa không cho đến tưởng Như Lai địa không là không hai, tưởng cực hỷ địa cho đến tưởng pháp vân địa là hai, tưởng cực hỷ địa không cho đến tưởng pháp vân địa không là không hai, tưởng pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa là hai, tưởng tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa không là không hai, tưởng năm loại mắt sáu phép thần thông là hai, tưởng năm loại mắt sáu phép thần thông không là không hai, tưởng mười lực Như Lai cho đến tưởng 18 pháp Phật bất cộng là hai, tưởng 10 lực Như Lai không cho đến tưởng 18 pháp Phật bất cộng không là không hai. Tưởng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ là hai, tưởng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ không là không hai, tưởng pháp không quên mất tánh luôn luôn xả là hai, tưởng pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không là không hai, tưởng trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là hai, tưởng trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không là không hai, tưởng quả dự lưu cho đến tưởng độc giác bồ đề là hai, tưởng quả dự lưu không cho đến tưởng độc giác bồ đề không là không hai, tưởng tất cả hạnh của đại bồ tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của Phật là hai, tưởng tất cả hạnh của đại bồ tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không là không hai, tưởng cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi là hai, tưởng cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi không là không hai, thiện hiện cho đến tất cả tưởng đều là hai, cho đến tất cả hai đều là có, cho đến tất cả có đều có sanh tử, đã có sanh tử thì không thể giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu than lo buồn khổ não.
thiện hiện, không của các tưởng đều là không hai, các pháp không hai đều là chẳng có, các pháp chẳng có đều là không sanh tử. Người không sanh tử thì có thể giải thoát sanh lão bệnh tử, buồn rầu khổ não. Thiện hiện do nhân duyên này nên biết tất cả những người có tưởng hai thì chắc chắn không thể bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực bát nhã ba la mật đa, không chứng đắc không hiện quán cho đến thuận nhẫn, người ấy còn chẳng có. Huống chi có thể biết khắp tất cả sắc thọ tưởng hành thức, như vậy cho đến không thể biết khắp tất cả trí nhất thiết trí, người ấy còn không thể tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Huống chi có thể đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, hoặc là có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, và có thể đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não.